Theo thông tấn xã Việt Nam, ngày 12 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, UNIFIL, đã cảnh báo nguy cơ thảm họa xung đột khu vực. Trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành tấn công Hezbollah ở Lebanon và phong trào Hamas ở dải Gaza trên hai mặt trận, người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti bày tỏ lo ngại rằng việc Israel leo thang căng thẳng với Hezbollah có thể sớm trở thành xung đột khu vực, kéo theo tác động thảm khốc đến tất cả người dân nơi đây. Ông khẳng định không có giải pháp quân sự cho tình hình hiện nay. UNIFIL cho biết trong hai ngày qua, đã có 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương trong các cuộc giao tranh tại miền nam Lebanon. Theo người phát ngôn Tenenti, xung đột đã gây hư hại nặng nề cho các căn cứ của UNIFIL. Mặc dù vậy, UNIFIL vẫn quyết tâm duy trì lực lượng để đảm bảo sự hiện của Liên Hợp Quốc trong khu vực và báo cáo tình hình lên Hội đồng Bảo an. Cùng ngày, 40 quốc gia cử binh sĩ tham gia vào UNIFIL đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công gần đây nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong tuyên bố chung do phái bộ Ba Lan tại Liên Hợp Quốc đăng trên mạng xã hội X, các bên nhấn mạnh những hành động như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức và cần được điều tra. Trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Nepal, Ấn Độ, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Ghana. Các nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với nhiệm vụ và hoạt động của UNIFIL nhằm đem lại ổn định và hòa bình lâu dài tại miền nam Lebanon, cũng như Trung Đông. Tuyên bố hối thúc các bên liên quan đến xung đột tôn trọng sự hiện diện của UNIFIL, bao gồm nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên của lực lượng này mọi lúc. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp UNIFIL EOAV Galang ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc lực lượng UNIFIL tấn công các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon. Ông kêu gọi đảm bảo an toàn và an ninh cho UNIFIL. UNIFIL hiện có khoảng 9.500 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia, với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Cùng năm đó, Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết 1701 quy định chỉ có quân đội Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mới được triển khai tại miền nam Lebanon. Theo thống kê của Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel nhằm vào 3 ngôi làng bên ngoài căn cứ của Hezbollah đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng vào ngày 12 tháng 10. Trong khi đó, quân đội Israel nói rằng đã tấn công khoảng 280 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Lebanon và Gaza vào đúng dịp lễ Yom Kippur của tín đồ Do Thái. Các mục tiêu bao gồm của hạ tầng ngầm, kho vũ khí, trung tâm chỉ huy quân sự của lực lượng Hezbollah tại Lebanon và phong trào Hamas tại Gaza. Hải quân Lebanon đã giải cứu 99 người, 98 người Syria và một người Lebanon di cư trên hai chiếc thuyền bị chìm trong lúc họ tìm cách trốn khỏi Lebanon ngày 12 tháng 10. Hãng thông tấn Lebanon dẫn lời quân đội cho biết, những người này đang tìm cách rời Lebanon một cách trái phép trên hai chiếc thuyền hướng đến đảo Cyprus, sau đó thuyền bị chìm trên biển. Trong khi đó, trang tin El Nasra thông báo, tất cả những người được giải cứu đều là công dân Syria, đang tìm cách trốn qua vùng biển ở miền bắc Lebanon để đến Cyprus. Bên cạnh cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khiến hơn 80% dân số rơi vào cảnh nghèo đói, cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel khiến cho tình hình quốc gia Trung Đông này càng trở nên trầm trọng hơn. Ngày càng nhiều người tị nạn Syria và Palestine, cũng như công dân Lebanon, tìm cách rời Lebanon để tìm điều kiện sống tốt hơn ở các quốc gia khác. Tính từ thời điểm giao tranh bùng phát cách đây một năm, đã có hàng trăm ngàn người dân tại Lebanon phải sơ tán. Theo thông tấn xã Việt Nam, trang tin EurasiaReview.com ngày 12 tháng 10 thông tin, trong bối cảnh cuộc không kích của Israel vào các cơ sở của Hezbollah gia tăng, nhóm này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Theo các nhà nghiên cứu ở Mỹ và Lebanon, cùng với các báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ, nguồn tiền chính của Hezbollah là tổ chức bán ngân hàng Al-Qaeda Al-Hassan, AQIAH. Trung tâm Thông tin Tình báo và Khủng bố Meir Amit của Israel, ITIC, một nhóm nghiên cứu phi chính phủ gồm các cựu chiến binh cộng đồng tình báo Israel, lưu ý rằng tổ chức này do Hezbollah điều hành mà không có giấy phép ngân hàng chính thức từ chính phủ Lebanon. AQIAH, từ năm 1982, ban đầu được thành lập như một tổ chức từ thiện cung cấp các khoản vay không tính lãi cho người Shiite ở Lebanon, nhưng đã nhanh chóng phát triển thành một nguồn cung cấp tài chính lớn cho Hezbollah. Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt AQIAH từ năm 2007 và vào năm 2021, tổ chức này đã tích lũy được khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, AQIAH đang gặp khó khăn nghiêm trọng do các cuộc không kích gần đây của Israel vào Dahiyeh, thành trì chính của Hezbollah ở phía nam Beirut. Theo kênh truyền hình Lebanon MTV, các cuộc tấn công này đã phá hủy nhiều cơ sở lưu trữ tiền mặt của Hezbollah, bao gồm cả một phần lớn kho tiền của AQIAH, đẩy nhóm này vào một cuộc khủng hoảng tài chính. Giáo sư Hilal Khasan tại Đại học Mỹ ở Beirut nhận định rằng Israel đã phá hủy hầu hết các chi nhánh của AQIAH, khiến Hezbollah không còn khả năng chi trả cho các thành viên. Theo ông Khasan, các thành viên này, nhiều người đã rời bỏ nhà cửa và phải nuôi sống gia đình, đang chịu tác động nặng nề do cạn kiệt tài chính. Thêm vào đó,
việc mất quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng của Lebanon càng làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính của Hezbollah. Trước đây, Aqiyah đã sử dụng tài khoản cá nhân của nhân viên tại các ngân hàng Lebanon để chuyển tiền quốc tế, nhưng hiện tại mạng lưới tài chính này bị đứt gãy. David Asher, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết các chủ ngân hàng giàu có từng tài trợ cho Hezbollah đã bắt đầu di tản sang châu Âu và vùng Vịnh, lo sợ rằng họ có thể trở thành mục tiêu của Israel. Một nguồn tài trợ khác của Hezbollah đến từ các chuyến bay chở tiền mặt từ Iran. Iran, nhà tài trợ chính của Hezbollah, từng tổ chức các chuyến bay mang tiền mặt trực tiếp đến Beirut mà không thông qua kiểm soát hải quan. Tuy nhiên, gần đây Israel đã tăng cường tuần tra không phận sân bay Beirut, khiến việc chuyển tiền qua đường hàng không trở nên khó khăn hơn. Vào cuối tháng 9 năm nay, một máy bay Iran buộc phải quay đầu do bị cảnh báo rằng Israel sẽ sử dụng vũ lực nếu máy bay hạ cánh. Theo ông Asher, Iran hiện đang do dự trong việc gửi tiền cho Hezbollah qua đường hàng không vì lo ngại về các cuộc tấn công của Israel. Điều này đã làm gián đoạn dòng tiền từ Tehran, một nguồn tài trợ quan trọng cho Hezbollah. Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính có thể làm suy yếu một phần sức mạnh của Hezbollah, nhưng ông Khaza nhận định rằng nhóm này vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel. Cuộc chiến này không chỉ dựa vào tiền mặt mà còn phụ thuộc vào lòng nhiệt thành tôn giáo, ông Khaza nói. Những thành viên của Hezbollah, với động lực từ tư tưởng tôn giáo, có khả năng sẽ tiếp tục cuộc chiến dù tài chính có khó khăn. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong phản ứng mới nhất liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon khiến nhân viên của Liên Hợp Quốc bị thương, Trung Quốc, Italy, Nga và Indonesia đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và phản đối các cuộc tấn công vừa qua. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, Bắc Kinh lo ngại và cực lực phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, UNIFIL. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố, lực lượng Israel đã hành động bất hợp pháp khi nổ súng vào các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon. Ông Crosetto cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp Israel, phản đối và nước này cũng đã triệu đại sứ Israel tại Italy để yêu cầu lời giải thích, song vẫn chưa có lời giải thích nào được đưa ra. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã yêu cầu Israel kiềm chế các cuộc tấn công quân sự nhằm vào UNIFIL, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Về phần mình, Ngoại trưởng Indonesia Retno nhấn mạnh rằng việc tấn công nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Trong một tuyên bố, bà Retno xác nhận vụ tấn công của Israel vào khu vực Nakura, gần trụ sở chính của UNIFIL ở miền nam Lebanon, khiến hai lính mũ nổi xanh người Indonesia bị thương nhẹ và hiện đang nằm viện để theo dõi. UNIFIL đang đồn trú ở miền nam Lebanon để giám sát các hoạt động thù địch dọc theo đường phân định với Israel, khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Trước tình hình bất ổn tại Lebanon, chính phủ Bỉ ngày 11 tháng 10 thông báo đã sơ tán hơn 100 người châu Âu khỏi Lebanon. Phần lớn số người sơ tán là công dân của Bỉ, Hà Lan và Pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết trong tuần qua, gần 150 trong số 1.800 người Bỉ đang sống tại Lebanon đã được hồi hương. Hiện nhiều nước đã nhanh chóng sơ tán công dân khỏi Lebanon để đảm bảo an toàn khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại miền nam Lebanon. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Israel muốn rằng, sau khi chiến dịch quân sự ở Lebanon kết thúc, lệnh ngừng bắn ở Lebanon sẽ phụ thuộc vào việc thả con tin đang bị Hamas giữ ở Gaza. Thông tin trên do hãng tin Israel Wala đưa ra ngày 9 tháng 10, dựa trên nguồn từ một quan chức cấp cao của Mỹ. Theo nguồn tin này, ông Dadi Banya, giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, gần đây đã chuyển yêu cầu này đến giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, William Burns. Theo đó, ông Banya đã nói với ông Burns rằng Israel và Mỹ chỉ nên đồng ý với một lệnh ngừng bắn ở Lebanon nếu Hamas thả những người bị giam giữ. Giám đốc Mossad tin rằng có thể khiến nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, Iran và các nhân tố khác trong khu vực gây áp lực lên lãnh đạo Hamas là Yahya Sinwar để đáp ứng các điều kiện này. Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin sau khi Hamas tấn công vào Israel cách đây một năm. Kể từ đó, Hamas đã thả 109 con tin. Hầu hết trong số họ được thả trong một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm 2023. 8 con tin đã được lực lượng phòng vệ Israel, IDF, giải cứu, trong khi 37 người được xác nhận là đã chết, bao gồm 3 người bị quân đội Israel giết nhầm. Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza và một cuộc trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas đã bế tắc trong vài tháng qua. Đã có những cuộc biểu tình quy mô lớn ở Israel, yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm nhiều hơn để đảm bảo thả con tin. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Gaza do Hamas quản lý cho biết, ít nhất 42.010 người đã thiệt mạng và 97.720 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel và cuộc tấn công trên bộ ở khu vực Gaza trong suốt năm qua. Theo hãng tin Wala,
Israel và Mỹ đồng ý rằng thời điểm hiện tại không phải là thời điểm ngừng bắn ở Lebanon và rằng chiến dịch chống Hezbollah nên tiếp tục. Vào ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi người dân Lebanon loại bỏ ảnh hưởng của Hezbollah để cuộc chiến này có thể kết thúc. Ông cảnh báo, không làm như vậy có thể có nghĩa là Lebanon rơi vào vực thẳm cuộc chiến dài và sẽ dẫn đến tàn phá, khổ đau như ở Gaza. Vào ngày 9 tháng 10, ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 50 ngày với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo thông cáo từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung vào các phương án trả đũa Iran sau khi Iran tấn công Israel vào tuần trước, nhưng vấn đề Lebanon cũng đã được đề cập. Trong số các vấn đề khác, Tổng thống Biden nhấn mạnh cần phải có một thỏa thuận ngoại giao để người dân Israel và Lebanon ở biên giới có thể về nhà. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Israel tránh thực hiện các hành động quân sự ở Lebanon tương tự những gì đã diễn ra ở dải Gaza. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller quả quyết, chúng ta không thể và không được phép để tình hình ở Lebanon trở thành bất cứ điều gì tương tự tình hình ở Gaza. Tất nhiên, diễn biến đó sẽ là không thể chấp nhận được. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Israel không nên thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào ở Lebanon giống như những gì ở Gaza và để lại hậu quả tương tự Gaza. Trong một động thái khác, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cùng ngày cho biết, Mỹ đang nỗ lực đưa các công dân nước này rời khỏi Lebanon trước nguy cơ xảy ra chiến dịch tấn công tiềm tàng của Israel. Theo bà Jean-Pierre, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut vẫn hoạt động và có thể giúp đỡ những người Mỹ cần hộ chiếu khẩn cấp hoặc các loại giấy tờ khác. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các máy bay, miễn là sân bay Beirut vẫn mở cửa.